Đây. Thì trong đây, trong cái phần file anh gửi về này, thì nó sẽ có một cái file model để mình làm bài tập. Thì là file này, thằng Ray này. Khi khi mở cái file Ray lên thì mọi người thường là nó sẽ chuyển thẳng mọi người về một cái view nó trông như này. Đó, đúng không? Và nó sẽ có một cái bảng thông báo đây là allow or deny. Đó thì mình cứ ấn tích vào cái ấy, xong rồi mình ấn allow hết là được. Nha. Yeah. Để chuyển từ cái cam này sang cái cam khác, mình chọn là panel này, perspective này. Cái này chỉ là nó thay đổi cái camera thôi. Mình chuyển từ camera này sang camera bình thường là hết. Yeah. Đây là camera nó chuyên để dành nó làm chuyển động mặt đấy. Đấy. Cái mục đích của cái này là để như này này. Ví dụ như này. Cái này nó phải có cái script để mở được cái thằng này lên cơ, không cho ấy được. Cho xài được. Ok thì về cơ bản nếu mà mình unlock được thằng này thì mình có thể sử dụng thằng này để mà gọi là như kiểu một cái dạng hotkey để mình hệ làm chuyển động facial expression, gọi là chuyển động mặt cho nó. Còn nếu mà mình muốn chuyển về trạng bình thường, mình chuyển từ cái perspective này về dạng camera bình thường là nó sẽ hết. Đó, nó sẽ về được đây thôi. Đó, chuyển này không? Mặt mũi di chuyển bình thường. Ok. Thì đối với bài này thì mình sẽ không cần phải làm chuyển động mặt nó đâu. Nói cái này sẽ học ở kỳ 3, sẽ có môn gọi là facial expression. Đó, mình sẽ học cái phần này sau. Ok, còn ở phần này mình sẽ chỉ học về cái chuyển động của nó. Thì ở trong này, một là có cái model của thằng Ray này, hai là có các cái video. Video để mình thực hiện này. Ở đây thì có một cái video như này. Nó sẽ tính số frame nó mình, nhưng mà mình có sự quick time rồi nên mình không cần cái thằng này nữa. Mình sẽ mở thằng này bằng QuickTime. Mình sẽ check một cái chuyển động thực tế để mình apply vào cái nhân vật của mình. Tất nhiên là không cần phải giống chính xác 100%, nhưng mà về cơ bản chuyển động các cái posing của nó thì mình phải nắm được, gọi là mình cần nắm được timing và spacing posing. Đấy. Mà mọi người lưu ý là khi mình làm chuyển động thằng này này, mình đang học môn gọi là moonwalk cycle, tức là chuyển động nó lặp đi lặp lại, nó sẽ không di chuyển, không dừng. Mình bảo khi nào dừng thì nó mới được dừng đấy, cho nên là nó sẽ không bao giờ có chuyện nó sẽ khởi có, mình sẽ không làm cái pose nó khởi động, tức là nó ghi một chỗ này xong rồi nó làm trong cái bước đầu tiên, không có. Mình sẽ làm từ pose này, được chưa? Bước chân trái lên này, mình pose đầu tiên của mình bước chân trái lên, nha. Bước thứ hai bước chân phải này, pose thứ ba bước chân trái. Và khi mình làm được ba cái động tác này là mình hãy làm một cái động tác lặp đi lặp lại liên tục, nó di chuyển đi bộ không bao giờ dừng. Đó, thì đó gọi là cycle. Mình chỉ làm được từ pose từ đây, mình làm từ đây chân phải xong rồi chân trái ba pose là mình hoàn thành được. Và tất nhiên pose đầu tiên này phải trùng khớp với là pose thứ ba. Ok, còn đây là một số các cái ví dụ về walk cycle. Đây, walk cycle nó sẽ có các cái pose chính như thế này. Pose đầu tiên này là ví dụ chân phải lên trước, chân phải lên này. Sau đó mình lên, mình nhún người xuống, rồi đưa chân trái, chuẩn bị đưa chân trái lên, rồi sau đó chân trái đưa lên trước. Đó, mình với ba pose, các pose mấy năm cái pose này, mình hãy làm được walk cycle, nó sẽ di chuyển liên tục, không bao giờ dừng lại. Đó, mình hãy cảm tưởng này. Và pose trái và pose phải nó phải giống y hệt như nhau mới được. Thằng này là bị thiếu mất một pose là pose chân phải. Thằng sau đây là mới làm một pose từ chân, gọi là từ chân phải sang chân trái thôi. Mình cần một pose từ chân trái sang chân phải như này. Đó, đây là một cái chuyển động walk cycle hoàn chỉnh. Đầu tiên này, chân phải lên này. Sau đó đưa lên chân trái lên. Sau từ chân trái lại bước chân phải. Đây là toàn bộ một vòng chuyển động của walk cycle. Đó, và cái video này
cái chuyển động này sẽ được lặp đi lặp lại liên tục. Và với một điều kiện là cái pole đầu tiên đây và pole cuối cùng của nó phải giống hệt nhau thì mới làm được một vòng lặp hoàn chỉnh được. Nếu pole đầu tiên và pole cuối cùng khác nhau thì nó sẽ tạo ra một cảm giác bị giật, bởi vì đang chân phải lên tự nhiên chân trái giật lên ngay 6 frame sau đó thì chắc chắn nó sẽ bị giật đấy. Cho nên mình sẽ phải làm nó chuyển động hoàn chỉnh như thế này đó. Bao gồm chân phải lên này, sau đó chân trái này, sau chân phải này đó. Thì để mà làm được chuyển động này thì mình sẽ phải, tất nhiên mình sẽ phải tuân theo reference rồi. Và đôi khi là cái reference của mình xem nó sẽ không được rõ ràng lắm, bởi vì là chuyển động của người đôi khi là nó tương đối rất là khó nhìn đó. Mình sẽ không biết được là nó sẽ sử dụng cơ như thế nào này, xoay người thứ này. Đôi khi là mình phải tự đứng lên, mình tự làm cái chuyển động đi bộ này để mình cảm nhận cơ. Nhưng mà kể cả là như vậy thì đôi khi mình cũng chưa thể tưởng tượng được là rõ ràng là cái chuyển động đấy, như là ví dụ đánh hông lên làm sao này, frame bao nhiêu để hông nó đưa lên, frame bao nhiêu về hông nó đưa xuống, vân vân. Thì cái này anh sẽ đưa một số các cái tích ở đây. Ví dụ như là như này. Đây một số các cái nốt này. Ví dụ như phần thân này, khi mà chân phải nó đưa lên thì phần eo của nó, đúng không? Phần eo của nó này nó cũng sẽ nghiêng theo cái chân mà nó đưa lên trước như thế. Mọi người đứng lên làm một cái chuyển động ấy, là khi mình đứng lên này thì tay của mình nó sẽ đưa ra một cái chuyển động ngược lại so với chân. Ví dụ chân phải đưa lên thì tay phải sẽ đưa xuống, tay trái đưa lên. Mình hãy làm thử đó. Khi mà chân phải đưa lên này thì tay trái của mình sẽ đưa lên phía trước, còn tay phải đưa lên xuống đó. Và người cũng sẽ xoay theo hướng ngược lại so với cái chân mình đưa ra đó. Bên này thế, chân trái đưa lên thì người lại nghiêng về phía bên chân trái mà nó xoay lại đó. Đây, bao gồm và cả đầu nữa. Thì khi tất nhiên là khi người mà bị nghiêng thì đầu cũng sẽ phải nghiêng theo phía ngược lại, để đầu lúc nào cũng phải thẳng, cân bằng đó. Ở đây là người ta làm như thế này để mà cho nó rõ ràng cái chuyển động thôi, chứ thực ra đầu lúc nào cũng phải thẳng ở giữa như này, bởi vì mắt mình không bao giờ mình hãy vẹo sang hai bên mà nhìn được. Lúc nào đầu cũng phải thẳng đấy, theo một cái trục từ trên xuống dưới, không bao giờ nghiêng cả. Nên người ta làm cho nó rõ ràng cái chuyển động thôi, chứ đầu nó không nghiêng ngay đâu. Đó, dạng này hơi cartoony rồi. Yeah. Rồi cả chân này. Thì khi mình làm animation thì mình sẽ là chú ý là làm phần chân trước. Có thể là các bạn muốn làm phần tay trước cũng được, mình chỉ pose trước thôi. Yeah. Còn mình sẽ làm kỹ phần thân và phần chân trước. Phần thân, chân với phần thân ok rồi, chuyển động ok rồi thì phần tay mình mới làm ok được. Yeah. Đó này, chân này, đó cũng sẽ chuyển động theo một cái arc, đó nó sẽ nhấc lên. Đó, đi theo một cái vòng cung như này. Đó, rồi hạ xuống, chân cũng sẽ có cái arc, tức là khi nhấc lên này, chân nó cũng sẽ có đường cong ở đây. Đó, sau khi cong chân xuống, xong rồi khi đập chân xuống thì chân nó hất lên trên. Đó. Chỉ muốn ví dụ mình không cảm nhận được cái chuyển động thì mình hãy xem một số các cái nốt như này, mình có thể hiểu được là nó sẽ sử dụng từng phần như thế nào. Đó, tay. Đó. Khi tay đưa này thì nó cũng sẽ phải có chuyển động arc của tay. Đó, ở giữa các cái key pole này nó sẽ có một cái breakdown để làm ngược lại sau chuyển động, làm đột phá các cái chuyển động của nó. Để phần tay này đưa ngược lại so với chiều của chuyển động, gọi là follow through. Đấy, để chuyển động trông nó đều, nó mềm mỏng, nó mềm hơn, nó nuột hơn. Yeah. Đây. Thì đây là phần hông này. Đó. Thì phần hông này thì thường là nhân vật nữ sẽ đánh nhiều hơn nhân vật nam. Bởi vì nhân vật nam thì thường nó sẽ phần hông nhỏ và nó sẽ chuyển động của chân, nó sẽ không được linh hoạt như của nữ. Cho nên là nó sẽ không rõ ràng. Còn đối với nhân vật nữ đó, thì mình sẽ phải làm cái chuyển động nó rõ ràng hơn, như kiểu bung đánh sang bên trái này, bên phải này đó, nó sẽ phải rõ ràng hơn chẳng hạn thế đó. Đây là một số chuyển động của phần hông. Phần hông là một phần rất là khó nhìn, bởi vì là bản thân các reference thì mình cái reference đấy nó cũng thằng đấy mặc cái bộ đồ màu đen nên là mình cũng khá là khó nhìn phần hông của nó. Thế này mình hãy xem, mình hãy gắn vào các cái key pole của mình đó, là xem phần hông của nó đánh rõ như thế nào. Đó, ở phần này nó đập chân xuống này, chân trái này, hông bên trái này nhấc lên này. Đó, xong rồi khi chân trái nhấc lên thì phần hông cân bằng đó, khi đập xuống nó lại nhấc sang một bên phải. Đó, mình cứ xem liên tục như này. Đó, còn ở đây người ta hướng dẫn một số các cái key pole chính. Tất nhiên là mình sẽ đôi khi mình sẽ không làm theo cái key pole này, bởi vì là mình xem theo reference của mình chẳng hạn thì nó sẽ không có cái chuyển động như thế này. Yeah. Nhưng mà về cơ bản thì các cái key pole chính của nó sẽ giữ nguyên như này, chân này,
tay chuyển động này. Về cơ bản các cái key pole của nó sẽ đưa theo các định luật như này, và tất nhiên timing của mình sẽ dựa vào video hoặc là reference của mình tự đưa ra. Ok, còn đây là một số các cái ví dụ về cái animation walking. Đây là cái dạng walk cycle, nó sẽ di chuyển liên tục này và sẽ không dừng lại, không có động tác chuẩn bị và không có động tác để dừng lại. Đây walk cycle. Đấy. Và nó sẽ được di chuyển tại chỗ, nó sẽ không di chuyển thực sự, nó chỉ di chuyển tại chỗ thôi, thì lát nữa anh sẽ làm ví dụ cho mọi người. Đó thì tất nhiên là khi làm walk cycle này, mình có thể đưa một số các cái gọi là các cái tính cách của nhân vật vào. Ví dụ như nó buồn này, nó vui này, nó nặng nề này, nó nhanh nhẹn này. Đó, nó dynamic hay là nó buồn hay gì đấy, nó tất cả mọi thứ mình sẽ đưa vào các chuyển động của nó. Thì tất nhiên là sau này đến kỳ 3 animation thì mình mới học được cái môn gọi là môn mechanics, tức là mình sẽ học cái gọi là trọng lực. Là các trọng lực như kiểu người có thể nặng bao nhiêu này, mỡ như thế nào này, thì mình sẽ quy nó ra các cái chuyển động khác nhau, như là chân nó nhún xuống bao nhiêu thì là người nó nặng bao nhiêu cân, vân vân. Còn đây mình sẽ chỉ làm những cái gọi là posing cơ bản của walk cycle thôi, mình chưa thể tạo được các cái tính cách chuyển động của nhân vật được. Nó mọi người để ý là khi nó di chuyển tất cả các động vật, tất cả các cái nó sẽ chuyển động tất cả các bộ phận trên người nó, không không có một chỗ nào là không chuyển động cả. Đó, gọi là áp. Đó, vẫn lùn lên lùn xuống liên tục như này. Đây, kiểu đi kiểu rất tự tin, người vượn cong, posing rất quan trọng đây, nó sẽ luôn luôn có một đường cong như này, nó tạo ra một cái đường trông nó rất tự tin, rất đẹp. Cái này đánh hông rất là nhiều, nó liên tục đánh sang hai bên như này. Đó, nhìn nó đánh rất là dẻo. Nó nhìn tay này, nhìn đánh tay rất là dẻo. Đó, tay lúc nào cũng tạo một cái đường vòng cung này. Đó, nó rất là mềm mà không bị cứng như kiểu khúc gỗ. Tay nó rất là mềm dẻo. Mọi người để ý là tay này luôn đánh theo một cái đường arc. Đường arc vòng cung như này. Nó là đi theo một đường vòng cung như này. Đó, nó là arc của chuyển động. Ở đây thì phần hông nó đánh không rõ ràng, đánh không nhiều.
dậm chân rất là mạnh đấy, nó giật như này, cảm giác trông nó không bị lỗi đó. Sau này mình học trọng lực thì những nhân vật nó nặng nề, người nó nặng, nó đô, nó cục xúc thì thường nó sẽ dậm chân rất là mạnh đó. Thì sau này mình học thấy người nó sẽ tùy thuộc vào các cái gọi là cảm xúc của nó sẽ tạo ra các cái hay gọi là work cycle khác nhau. Chuyển động này phần mông của nó xoay rất là rõ ràng, chân phải lên thì mông đưa lên, chân trái lên thì mông đưa lên đó. Đây này, phần mông đánh rất là rõ ràng. Zombie. Ok, nghiêm cấm làm boss cycle cho zombie nhé. Thank you.
Ok, thì mình sẽ bắt đầu làm phần bài tập nhá. Để anh mở cái scene khác coi có. Để. Nghe vào nó học động thứ này à, lâu hết à, nó ra như này thì mình chỉ cần chuyển về cam perspective là được. Ok rồi, thì mình sẽ bắt đầu xem phần reference này. Mình sẽ mở thằng reference này lên bằng QuickTime. Mình sẽ lại check animation của nó giống như là các bài tập trước. Mình sẽ chuyển nó sang dạng frame rate này và mình bắt đầu xem các cái key pose của nó. Ok, thì đối với work cycle của người thì mình sẽ xem các key pose. Key đầu tiên là key contact, tức là nó sẽ chạm chân đầu tiên, gót chân xuống đất đầu tiên. Thì mình bắt đầu mình sẽ bật cả cái thằng này lên nữa. Đây, thì key đầu tiên này mình xem đó là key đầu tiên nó sẽ chạm cái gót chân của nó xuống trước. Đó thì mình sẽ đầu key đầu tiên nó là cái key này. Đấy, thì mình sẽ ứng cái key này với cả cái key này của thằng nhân vật này. Đó chính là cái pose này của nó. Mình sẽ bắt đầu làm theo cái pose này. Thì mọi người chú ý là thằng này nó đi nó hơi bị nghiêng đổ người ra phía trước một tí, anh không biết tại sao. Nhưng mà nó sẽ không không đổ người nhiều như này đâu. Và nó sẽ đi thẳng thôi. Người bình thường người ta đi thẳng, đi gọi đi bộ thì người ta sẽ đi thẳng thôi, chỉ có chạy. Khi chạy này thì mình sẽ luôn là nghiêng người ra rất nhiều, đổ người ra phía trước rất nhiều. Và khi mình đi bộ bình thường thì mình thấy là nó sẽ không đổ người nhiều này. Thì mọi người thấy là nếu ví dụ mình làm bị đổ người nhiều thì nó sẽ đây thằng này đi đến đoạn này này thì nó đi khá là thẳng này. Đó, chỉ có đoạn đầu tiên này là nó bị đổ người ra phía trước để mà nó lấy đà thôi, còn các key sau của nó bầu bình thường, người nó thẳng bình thường chứ người nó không đổ đâu. Đó. Đấy, key đầu tiên nó hơi đổ thôi. Đấy, mọi người chú ý là làm nó sẽ thẳng ra. Ok, thì bắt đầu key đầu tiên nó này. Thì mọi người chú ý là đối với cả animation thì thường người ta sẽ làm chuyển động cho phần chân trước nha. Phần chân này nó sẽ làm animation cho phần chân trước, phần chân bước đi này, từ cẳng chân này cho đến phần bàn chân này, mình sẽ làm cái chuyển động ở phần chân trước. Sau khi phần chân chuyển động ok rồi thì mình bắt đầu làm chuyển động ở phần thân và cho nó người xoay người này, nghiêng người này, đánh hông này, nhấc hông này, vân vân. Sau khi phần thân ok xong, xoay sẽ thứ đổi đổi đủ, mình sẽ bắt đầu làm phần đầu. Phần đầu thì khi di chuyển đầu lúc nào cũng sẽ giữ thẳng. Đấy, nhìn thẳng, lúc nào cũng nhìn thẳng về phía trước. Đó, đầu giữ thẳng này, mắt nhìn thẳng này. Đó, không bị làm sao để phần đầu khi phần thân nghiêng sang hai bên thì phần đầu cũng sẽ vẫn sẽ được nghiêng sang các bên đối diện để làm sao để mà nó luôn luôn cân bằng. Đấy. Nghe, và cuối cùng mình mới làm phần tay. Thì phần tay mình sẽ luôn luôn làm phần phần cánh tay trước. À, phần tay thì mình sẽ luôn luôn làm phần cánh tay trước. À, đánh cánh tay này xong rồi mình mới làm phần bàn tay, và sau bàn bàn tay rồi mình mới làm ngón tay. Thì riêng phần tay thì sẽ làm phần cuối cùng, bởi vì là nó là cái phần gọi là phức tạp nhất, bởi vì là nó phải làm cả từng ngón tay cơ. Và phần ngón tay thì mình sẽ phải làm từng ngón tay một đấy, mà mỗi ngón tay lại có bao nhiêu đốt, bao nhiêu control, thì mình sẽ để phần đó để mình tỉa tót cuối cùng. Còn mình sẽ vẫn sẽ làm phần chân này, xong phần thân này, phần đầu này, phần tay này, xong phần bàn tay, ngón tay. Đó, mình sẽ làm theo các cái thứ tự như vậy thì nó sẽ dễ. Đây bình thường người ta cũng sẽ làm phần thân trước này, đó phần thân trước, sau đó người ta mới làm phần tay sau đó, bởi vì là phần thân phải đẹp, phần chân phải đẹp thì cái tay này đánh nó mới đẹp được, nếu không là tay nó sẽ bị đánh lộn xộn và mình sẽ làm rất là khó, nên là mình cứ phải làm phần chân trước. Ok, hoặc là một số bạn có thể làm pose luôn tay cũng được. Bình thường là anh thì anh thích làm kiểu pose luôn cả tay nữa, bởi vì là mình rất là
mình muốn nhìn thấy cái bâu tổng thể của nó luôn, chứ mình không muốn làm từng phần một. Okay. Thì ở đây anh sẽ làm cho mọi người phần làm phần chân trước, bởi vì mình bỏ qua một bài đó là bài quả bóng biết đi. Nên là mình sẽ làm phần anh sẽ gộp nó vào phần God Cycle luôn, là mình sẽ làm cho nhân vật đi luôn. Đó. Chỉ khác quả bóng biết đi là thằng này nó có cả phần trên thôi, quả bóng biết đi nó chỉ mỗi quả bóng ở trên này thôi này. Đó. Ở đây mình anh gộp luôn mọi người. Đó. Ok, thì mình sẽ làm phần chân trước. Đó. Mình vẫn sẽ phải xem timing theo cái thằng này để có được cái timing nó chuẩn. Hay là mình xem câu này luôn cho nó dễ. À, câu này. Đó. Mình sẽ thêm mấy câu mà cái gót chân của nó đúng cái đoạn gót chân nó chạm xuống mặt đất. Đó, thì mình bắt đầu key cái đoạn đấy. Đó. Key này thì mọi người chú ý là thằng này nó sẽ di chuyển tại chỗ nha, nó sẽ không di chuyển từ đây di ở đây đâu, nó sẽ đứng tại chỗ di chuyển mà mới gọi nó có cycle. Ok, thì mình bắt đầu kỳ này, thì mọi người chú ý đầu tiên là xem nó bước cái chân nào lên trước, chân phải, mà nhớ keyframe frame 24 của nó chính là frame 1 của mình, và mình phải tự cộng cái frame của nó vào frame của mình. Được chưa? Mình sẽ tính cân đối frame 24 gọi là frame 1 của mình. Đó, thì sau này nó ví dụ là nó frame thứ 30 chẳng hạn, frame 30 của nó là frame 8 của mình, à, frame frame 7 của mình. Đấy, mình cứ thế mà mình cộng vào. Ok, mình bắt đầu key này, đi chân này. Mà mọi người chú ý này, chân của thằng này nó phải kéo dài vô tận nha, mọi người chú ý là đừng để chân nó ấy quá. Và khi di chuyển nhá, nó sẽ không bao giờ di chuyển thẳng một cái đường đâu, đúng không? Nó sẽ luôn di chuyển ở đây, người nó sẽ di chuyển lên xuống. Đó, nếu mà di chuyển theo cái kiểu mà người lúc nào cũng thẳng 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 như này là gọi là đi 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 cái xe cân bằng mất rồi đấy, nó lúc nào đi cân 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 cân, cân này thì gọi là nó dùng cái xe cân bằng mất rồi. Đây là thằng đi bộ thì lúc nào người cũng phải có lúc lên lúc xuống này, lúc đây lên lúc xuống này, đầu lúc nào thì nó luôn luôn lên xuống đi theo một đường như này. Chứ người đầu nó không bao giờ gọi là người lúc nào đi thẳng 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 này, là gọi là nó dùng cái xe để nó đi mất rồi, chứ không phải là dùng chân để đi nữa. Đó, hoặc là nó không dùng chân để đi luôn, nó bay luôn rồi. Cho nên là mình sẽ phải lúc nào đầu này cũng phải lúc nào có lúc lên này lúc xuống này, lúc lên lúc xuống này, đó thì nó mới là chuyển động đi bộ nha. Ok, hoặc là các bạn hãy sử dụng các cái keyframe ở đây để làm một cái walk cycle cũng được nha. Ở đây anh hướng dẫn mọi người sử dụng rep để sau này mình sẽ sử dụng rep rất là nhiều cho các cái project, nhất là các bạn chuyên ngành animation mình sẽ phải tự diễn rất nhiều. Đây, đây. Chú ý là đừng để chân của nó bị thẳng quá nha. Nếu mà để chân nó thẳng quá này, sau mình làm các chuyển động khác rất là khó. Trừ khi mình cố tình làm các chuyển động như kiểu như là skill của Luffy gì gì đấy, đó, chân nó sẽ kéo dài vô tận thì nó sẽ khác. Còn ở đây không bao giờ được để chân nó bị kéo quá dài như này cả. Lúc nào chân cũng phải trong cái khoảng mà nó phải khịu xuống được. Đó, không bao giờ thẳng tắp cái chân ra cả. Đó, thẳng vừa vừa thôi. Ok. Bâu các bâu nó. Mình phải tạo một cái tấm plane đây được cho nó chắc, đỡ bị nó đỡ bị chân nó đỡ bị chìm xuống dưới, lúc nào chân nó cũng ở trên mặt đất, nó không bị chìm xuống dưới như này. Đó, chân lúc nào cũng chạm đúng như này. Ok, mình làm xong mình ấn S, mình key đầu tiên là nó ở đây, ấn S. Đây là key đầu tiên của nó. Thì chú ý là mình sẽ làm phần chân trước nhá. Thì phần chân thì mình sẽ cho nó đánh hông luôn. Đây. Hông ở đây. Đó, xoay như thế này. Cho đánh nhiều nhiều mà kệ nó. Đó, mình đã được cái key pose đầu tiên đó rồi.
mình cũng sẽ xem các cái rep khác để mình thấy được là các cái chuyển động của đấy, chuyển động khác của nó đánh như thế nào. Đây phần này, ở đây nó sẽ đánh nhiều nhỉ, mình sẽ xem cái phần này. Đây chân đầu tiên này, đấy, nó bước lên đó, thì trông nó sẽ đánh sang một bên và sẽ nghiêng xuống dưới. Được chưa, nó sẽ nghiêng như này, hơi nghiêng xuống một bên như này. Tương đối phức tạp đấy. Ok, rồi mình sẽ đến pole tiếp theo. Pole tiếp theo này là nó sẽ kiệu chân xuống. Pole này là sẽ là cái pole thấp nhất của chuyển toàn bộ tất cả các chuyển động đi bộ. Đó, nó sẽ kiệu hẳn chân xuống như thế này, như chân nó gần như kiệu xuống như này. Đó, mình cũng sẽ làm như vậy. Và nó mình sẽ xem ở đây là pole nó đoạn đoạn nào. Đây, nó sẽ ở vị trí này. Đây, chạm chân xuống này. Đó, nó ở vị trí này. Pole thứ 26, thêm 2 frame nữa, 3 frame nữa. 27. 27 frame là cộng 3 là 4, frame thứ 4. Phần thứ tư là nó sẽ kiệu hẳn chân xuống như này. Chân phần bàn chân nó sẽ hất như này. À chết rồi, chưa kỳ ở đây. Sau đó mình sẽ xem phần hông của nó sẽ đánh nhau họ khi nó quỵu chân xuống này. Đó, thì ở đây nó sẽ về vị trí cân bằng. Khi chịu kiệu chân xuống thì nó sẽ bên này hất lên chứ. Đó. Hất lên như này. Tiếp theo là đến phần post này đây. Phần này là phần chân, phần hai chân này nó sẽ gần như là cắt ngang nhau. Đây, chân trái đi lên này, chân này nó sẽ chân chân phải nó cũng sẽ dựng thẳng đứng lên này. Nó không kiễu chân lên, đây hai chân này nó sẽ bằng vị trí với nhau. Đây, phần thứ 30. Đôi khi phải dùng bút ghi vào đấy. Thêm 3 frame. Sport hai bên cân bằng với nhau.
Thì mọi người chú ý là vừa làm mình vừa xếp lại nhé, tránh nguy cơ làm lại.